Để luyện tập số 12 này. Câu 1. Chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính? ALOH3 này. Axit nào sau đây không phải là axit tạo ra chất béo? Axit béo có 4 thằng mình biết rồi đúng không? Banmetic, cetric, oleic và linoleic đúng không? Còn axit acetic thì không phải. Công thức nào sau đây là một loại phân đạm? Nhớ này, phân đạm thì phải có litơ. Đạm là có litơ. Ta có 3 loại phân chính là gì? Đạm, lân và kali đúng không? Phân đạm là litơ, phân lân là phosphor, còn phân kali thì có tên nó rồi, được chưa? Vậy đây còn gọi là phân ure. Trong chương trình lớp 11 đấy, phân ure NH2 2 lần CO có đặc tính là hút nhiệt. Em chỉ cần để cái này trong lòng bàn tay thì tay anh sẽ lạnh đi. Đấy. Nên có thể dùng để ướp xác. Polymer nào là polymer thiên nhiên? Tơ tằm. Còn cái vico này là nhân tạo, đúng không? Gang là hợp kim giữa kim loại sắt với carbon mà hàm lượng carbon là lớn hơn 2%. Còn thép thì là nhỏ hơn, được chưa? Đấy. Gang chia thành hai loại là gang xám và gang trắng. Đây là trong phần mà gì? Địa sản xuất sắt rồi. Dung dịch chất nào có pH nhỏ hơn 7? pH nhỏ hơn 7 là gì? Là axit đúng không? Thế thì axit đây rồi. Chất nào sau đây là este? Quá dễ rồi. D. Chất nào có thể làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu? Vĩnh cửu là gì? Dùng soda đúng không? Na2CO3. Còn gọi là soda, còn NaOH gọi là sút. Chất nào sau đây không điện ly trong nước? Kết tủa thì không điện ly trong nước. Chất điện ly là chất tan tạo thành dung dịch dẫn được điện. Như vậy có hai ý là tan và dẫn điện, được chưa? Có những chất tan mà không dẫn điện, ví dụ rượu, đường và benzen. Ba chất đấy phải thuộc. Rượu, đường và benzen là tan mà không dẫn điện, được chưa? Câu 10. Trong phân tử chất nào sau đây không chứa nguyên tố litơ? Amino pectin, đây là gì? Một dạng của tinh bột, đúng không? Amylose và amylose pectin đấy. Câu 11. Tạo kết tủa với dung dịch chất nào sau đây? Cái này quá dễ rồi, cứ có CO3 này thì tạo kết tủa mà, đúng không? Câu 12. Muối carbonat không bị nhiệt phân. Muối tan thì không bị nhiệt phân, đúng không? Muối carbonat tan này. C. Còn muối này cũng là muối tan, nhưng mà cái gốc HCO3 này là kém bền, được chưa? Đấy, lưu ý nhá. Câu 13. Chất X tác dụng được cái này mà tạo ra, ở đây lại thấy cái ông clo này rồi thì đúng không? Thì phải là gì? HCl. Câu 14. Rượu bậc 1 oxy hóa bởi CO thì ra aldehyd, rượu bậc 2 thì ra ceton. Đây là rượu bậc 2, OH gắn với carbon bậc 2 thì chắc chắn X phải là ceton. Được chưa? Đấy. Bậc 1 ra aldehyd, bậc 2 ra ceton, bậc 3 thì không bị oxy hóa bởi CO. Còn chất ceton mà có 3 carbon này thì gọi là aceton. Chính là cái chất mà bọn em sẽ dùng để đi tẩy bằng tay đấy, được chưa? Tẩy các vết sơn, mạch điện tử. Ở nhà ai có mạch điện tử mà cũ bẩn ấy, dùng cái này đánh lên thì nó sáng bóng luôn. Nó giống như móng tay mọi người thôi mà. Được chưa? Câu 15. Tổng số liên kết đơn sigma có trong một phân tử etin format HCOO C2H5 đúng không? Có mấy cái? 11. Tính như nào? Đây nhá, viết công thức ra này, HCOO CC này, cho 3 cái H đây, 2 cái H đây đúng không? Cứ liên kết đơn sigma là đếm số vạch thôi đúng không? 2 4 5 6 7 8 9 10. Đây là liên kết đôi thì có 1 sigma và 1 pi. Đúng không? Như vậy chỉ có 10 thôi, lấy đâu ra 11? Được chưa? Nào đếm đủ chưa? Ai không biết thì viết vào, bởi cái câu này ta làm nhiều rồi. Tiếp nha. Câu 16. Phản ứng của FeO với chất nào sau đây thể hiện tính khử? Tính khử thì phải tác dụng với chất có tính oxy hóa đúng không? Thế chất có tính oxy hóa là HNO3 oxy hóa mạnh. Dung dịch nào sau đây tác dụng được với NaHCO3? Tác dụng với muối thì phải là gì? Acid.
hoặc là muối, nhưng mà phải tạo cái tủa, hoặc là bazơ vì thằng này là lưỡng tính, đúng không? Như ở đây ta có B nào H. Để phân biệt có thể dùng cái gì? Quỳ tím được không? Mọi người dùng gì? Dùng gì? BaCl2 à? Ta thử dùng quỳ tím nhá. Đỏ như vứt đi rồi. Vì đây đều là muối axit mà, đúng không? Nếu ta dùng bazơ, nếu dùng bazơ được không? Khí bay lên này. Có kết tủa này. Thế thì hai thằng này đều có khí bay lên, có nhận ra được không? Nhận được. Vì ta nhận ra thằng này rồi thì cho thằng này đổ vào hai thằng này thì có kết tủa AgCl tiếp. Đúng không? Thế mọi người chọn đáp án D à? Ta thử D nhá. BaCl2 không tác dụng. Có kết tủa. Đúng không? Lấy thằng này đổ vào vẫn được. Ok, như vậy cái quà này đang có hai đáp án rồi. Được chưa? BaCl2 này, hai thằng này không phản ứng vì không kết tủa, nhưng mà tác dụng với thằng này tạo ra kết tủa. Thế em nhận ra AgNO3 rồi thì giống như cái NaOH, em lại đổ lẫn vào hai thằng này thì thằng này lại có kết tủa. Như vậy câu này cả AD đều đúng. Nhớ nhá, cái này là phản ứng NaOH tạo ra AgOH. AgOH là kém bền, bị phân hủy thành Ag2O nhá. Được chưa? Câu 19. Phân biệt glufurux dùng gì? Brom, đúng không? Câu 20. Cho một peptide X được tạo lên bởi N gốc alanine có khối lượng phân tử là 302. Peptide X thuộc loại tính như nào? Tính như nào? 302 bằng alanine M lớn. Gì nữa? N nhân 89 trừ hay cộng nào? Chỗ này là trừ hay cộng? 302 này là khối lượng của peptide, là loại không có nước đâu nhá. Trừ đi N trừ 1 nhân 18, đúng không? N đường bao nhiêu? Đường 4 à? 4 thì là tetrapeptide. N 4 thì chả là tetra. 3 là chi mà. Câu 21. ZL và X để ngoài không khí ẩm. Nhắc đến không khí ẩm là thấy vui rồi, đúng không? Biết ngay là ăn mòn điện hóa. X là chất nào sau đây? Thì cái mẫu kẽm, thì ZL trong mẫu hợp kim trên bị ăn mòn nhanh nhất. Tóm lại là để ăn mòn nhanh nhất thì nó phải yếu hơn thằng kẽm đã, đúng không? Yếu hơn thằng kẽm thì bây giờ có những thằng nào? Mà thằng nào càng yếu thì kẽm bị ăn mòn càng mạnh, đúng không? Thế thì có mỗi đồng. Câu 22. Điện phân NaCl thì sẽ thu được gì? Cl2 cộng với H2 cộng với NaOH vân vân. Cộng nước bên này không quan tâm. Vấn đề là có hai khí, mỗi khí này ở một cực. Người ta lại hỏi là dung dịch thu được bên cathode có tính chất gì? Bài này hỏi khó ấy, là phải hỏi là ở cathode thu được khí gì? Thì lúc đấy bọn em phải phân biệt xem là cathode là ion nào đi về để xem nó ra khí gì, đúng không? Mà cathode là cực gì? Cực âm. Thì ion dương đi về, đúng không? Ion dương đi về là cái gì đi về? H cộng thì chắc chắn ở cathode thu được khí hydro, đúng chưa? Nhưng mà bài này nó dễ, nó lại hỏi là cái dung dịch có tính chất gì tạo ra ba giờ thì đương nhiên phải là gì, tính kiềm chứ còn gì nữa, đúng không? Đấy, nên bảo câu này hay là phải hỏi xem cathode thu được khí gì chứ không phải là dung dịch thu được cái gì. Bởi vì em biết phương trình phát em biết ngay là NaOH là kiềm rồi, được chưa? Câu 23. Cho sơ đồ chuyển hóa, Z là chất nào sau đây? Y cộng CO mà ra Z thì khả năng cao là aldehyde, đúng không? Mà ông này là hai carbon thì chắc là acetic, chuẩn chưa? Bởi vì cộng CO chỉ có thể rượu bậc 1 hoặc rượu bậc 2 thì chỉ có thể là aldehyde hoặc ceton. Không thấy có đáp án ceton thì bỏ ngay rồi, hai thằng này bỏ đi.
ông này 1, 2 carbon, phản ứng này không làm thay đổi số carbon thì chắc chắn anhydride cũng phải là 2 carbon. Được chưa? Đấy. Câu 24. Số phản ứng xảy ra mà trong đó tạo ra chất sắt 2, hợp chất sắt 2, phản ứng nào? Cho sắt dư tác dụng với từng hợp trên nhá, sắt dư này. Thằng này đúng không? Có không? Tại sao không? Sắt dư. Sắt dư. Khi ở trong không khí là không khí dư. Đúng không? Cho hợp chất sắt mà tác dụng hay đốt cháy trong không khí dư thì nuôi oxy nhiều thì mới ra Fe2O3, mà đây là sắt dư, người ta ghi rất rõ rồi gì. Được chưa? Gì nữa? Lưu huỳnh. Được không? CuS4. HCl. Đặc lại chứ, vui thế. H24. Được không? Được không? Nào thanh niên An. Chắc không? Chắc thì mạnh dạn lên chứ. Sai. Đặc này là đặc nguội, không phải lên 3, em lại vẫn sai rồi. Đặc nóng phải ghi chữ nhiệt độ mà. Đây giống như mấy câu này có nhiệt độ mà đúng không? Đây là đặc nguội, đã giải thích mấy lần rồi gì. Nhựa không phản ứng đặc nguội. NaOH0, HNO3. Sắt dư thì có. AlCl3. Có. Sắt không phản ứng được đúng không? AgNO3. Nghĩ cho kỹ nhá, AgNO3 có không? Có cái phản ứng sắt 2 cộng cộng với Ag cộng không? Vì sắt dư. Vì cái trường kia là phải AgNO3 dư cơ đúng không? Đúng chưa? Không phản ứng cái gì mà không phản ứng. Có phản ứng. Nó chắc chắn là ứng. Còn bây giờ mình xem lại xem có thằng nào mình sai không, hoặc là đáp án sai. Chứ không phải nó chắc chắn là đứng, nó lại cố tình không đủ 5 rồi đông tôi. Nhưng mà đã là sắt dư thì làm gì có AgNO3 dư. Nếu AgNO3 dư thì ra sắt 3 cộng Ag. Đúng chưa? Như vậy là thằng này chắc chắn có này. Thằng này có này. Đây có này. Đây này. Bây giờ chỉ còn hai thằng oxy rồi. Lưu huỳnh xem lại thôi. Vì nó có thêm chữ nhiệt độ. Thực ra nhiệt độ lại cũng chưa biết này. Bởi vì nếu chính xác ra là phải 570 độ. Lớn hơn hay nhỏ hơn 570 độ thì ra cái khác nhau. Fe cộng với O2 tạo ra FeO, hoặc là Fe cộng O2 tạo ra Fe2O3, thì nó tùy vào một thằng lớn hơn một thằng nhỏ 570 độ C. Nên có thể thằng này ta sẽ không xét đến đi vì nó chưa rõ ràng. Như vậy là còn 5 thằng. Còn Lưu Huỳnh thì chắc chắn là FeS. Sao? Hai mươi lăm xanh là phải dừng lại thì thấy đốt cháy thể tích CO2 thu được là bao nhiêu mol em? Etinamin bao nhiêu nhỉ? 2 carbon m lớn 47 á, 1.08 chia 45 mấy, 0.024 à, 2 carbon đúng không? 0.048 nhân 2.4 đi. Câu 26. Câu dễ là nhanh. Fe3 4 m lớn bao nhiêu? 232 à? Chia đi. Trong dung dịch HCl thu được lượng muối là tính như nào? Một thằng là FeCl2 và một thằng là FeCl3. Đúng không? FeCl2, FeCl3. Mol bao nhiêu? Trên là 1 với là 2. Sao lại trên 1 dưới 2? Trên là 0.012 0.012 0.024. Ở đây ta đang muốn là không viết phương trình để suy ra cái này nhá. Fe3O4 gồm có FeO và Fe2O3. Nó là hỗn hợp của FeO và Fe2O3. Thế thì theo cái mol này 0.012 thì cả hai thằng này đều 0.012 đúng không? Trong đó sắt 2 chỉ có một lần nên 0.012. Sắt 3 có 2 lần nên phải gấp đôi lên là 0.024. Đây là ta không viết phương trình. Còn ai viết phương trình vẫn được, nhưng mà lại phải cân bằng lằng nhằng. Được chưa? Tính ra bao nhiêu? Đến đây là tự lấy mol nhân m lớn thôi. Anh không bấm. Câu 27. 180 à? 27 trên 180 0.15 hay sao ấy? Đúng không?
Khối lượng rượu thu được là gấp đôi lên đúng không? 0,3, 0,3 nhân 4, 6. Kết thúc với số 2, 9,2. Đúng chưa? 0,3 nhân 4, 6 mà. Đúng chưa? B chưa? Ok nhá. Đúng không? 13,8 à? Ok, thì hỏi lại rồi. Anh nhẩm nhanh thì nhiều khi vẫn sai mà. Câu 28. M gam sắt 0,15 mol à? 0,15 nhân 56 bao nhiêu? 8,4 rồi. Những câu này giờ ai cũng phải biết làm rồi nên không cần. Câu 29 này, bao nhiêu mol đồng? 0,3. Thằng này là cho 2, thằng này là nhận 3 đúng không? Thì sẽ mol liter sẽ là gì? À mol NO sẽ là 0,03 nhân với 2 chia cho 3 bằng 0,02 thì là 0,448 lít. Câu 30. Bao nhiêu mol đây? Tôi lấy 1,3 này chia M lớn thì như là kém hay sao đúng không? AD đều đẹp à? Thằng này bao nhiêu mol? 0,075. Đúng không? Thế thì thằng này sẽ là gì? 1,3 chia cho mấy? 0,075 bằng mấy nào? Bấm đây đi. 1,3 chia 0,075. 52/3 á? 52/3 thì là chrome rồi. Vì anh bảo rồi, cứ lấy khối lượng mà chia mol thì ra phân số này thì chính là cái M lớn ở bên trên mà, đúng không? Còn ai dùng bảo toàn em cũng được, ra ngay thôi. Câu 31. Bao nhiêu mol oxy? 0,042 á? 0,42 à? Nó lẻ đấy. Mol CO2 0,036. Thì mực ra bao nhiêu? MST tính như nào? MST bằng MC cộng với O2 tạo ra NCO2 cộng với NH2O cân bằng là 3N trừ 2 trên 2 đúng không? 0,042 0,036 tìm được N đúng không? Được chưa? Sau đó biết được cái mol này thì nhân M lớn vì N tìm được rồi mà. Hoặc mọi người có thể dùng bảo toàn. Vì mol CO2 bằng mol nước đúng không? Nên thằng này cũng là 0,036 nhân 18 nhân 44 trừ đi thằng này nhân 32 thì ra được khối lượng này. Đúng chưa? Tập máy đi. Không, tính bảo toàn luôn cho nhanh. 0,036 nhân 44 cộng 18 trừ đi 0,042 nhân với 32 bằng 0,888 B. Đó, thì đỡ phải tìm N. Được chưa? Câu 32. Hòa tan hết M gam sắt trong axit bao nhiêu mol nhỉ? 0,13. Thì số mol gì? Số mol axit sẽ bằng gì? 0,13 nhân 4 bằng 0,52 à? Công thức này có rồi mà đúng không? Được chưa? 4 lần số mol NO. Câu 33. Cho ba cái thằng này tác dụng thu được nước và M gam muối khan. Giá trị của M là tính M như nào nhỉ? Tính M như nào? Đâu? Mọi người tính như nào? Bảo toàn tính như nào? Cứ một mol phản ứng thì khối lượng tăng thêm 22 gam đúng không? Em chỉ cần tính được mol phản ứng thôi là ra được khối lượng tăng thêm. Đúng không? Từ khối lượng tăng thêm thì cộng thêm cái gì? Cái 2,53 này à? Đâu thưa bây giờ vâng rồi thì ai tính? Anh cứ gọi cả cái đống này là cái chữ OH rồi thôi nhá. Thì là ROH đi. Cộng với NaOH. Tạo ra RONA cộng H2O đúng không? Mol nước bao nhiêu? Đúng chưa? Tỷ lệ phản ứng đều 1:1:1 hết mà đúng không? Tự tính nhốt đi. 0,04 đây là 2,53 gam. Đấy thì mọi người tự biết dùng bảo toàn ra khối lượng rồi. À. Nhớ nhá, đây là ta đang viết tắt của cái kia chứ đừng hiểu đây là OH là rượu nhá. Nó là COH này, ví dụ thế, được chưa?
thì ta chỉ cần viết cái đoạn OH này thôi, còn tất cả đằng trước ta đặt cái R. Chú An hiểu không? Câu 34 thì dài đi. Alanine và axit glutamic tác dụng đủ với NaOH 0,2 mol. Alanine tác dụng tỷ lệ mấy? Alanine tác dụng tỷ lệ mấy? 1:1. Axit glutamic 1:2. Như vậy nếu đây là x thì đây là y, thì ta có x cộng với đi 2y à? Bằng 0,2. M lớn x cộng m lớn y bằng 15,94, giải hệ chưa? Xem đi, sau nó hỏi gì nhá. Tác dụng vào x, cô cạn được m gam chất rắn khan. Thế thực tế ra là gì? Bao nhiêu mol HCl? 0,36 à? Khi tác dụng HCl thì đều là tỷ lệ 1:1 hết đúng không? Thế ta chỉ cần tính được cái gì? Cộng thêm bao nhiêu? Cộng thêm khối lượng HCl vào thôi đúng không? Khối lượng HCl bao nhiêu? Bấm máy đi, 0,36 nhân với 36,5 bao nhiêu? 13,14 thì đáp án sẽ ra bao nhiêu? M gam chất rắn khan. Nào tính nốt đi. Đầu tiên mọi người viết cái phương trình khối lượng này đi để giải ra. Alanine và axit glutamic là bao nhiêu? Viết công thức ra. Gì? 89x cộng 117 à? 147y bằng 15,94, bấm máy. 0,08 y bằng 0,6. Biết x y rồi làm gì nữa? Bắt đầu cho HCl tác dụng vào đúng không? Nhưng lưu ý này, nào dừng lại nghe chỗ này này. Cho x tác dụng x à, cho HCl tác dụng x nhá. X là cái gì? Thằng này là gắn natri vào đúng không? Thì khi tác dụng với HCl nó ra cái gì? Đây anh chỉ viết mẫu cho một con như này, NH2 này, RCOONa mà cộng với HCl thì nó sẽ tạo thành NH3 Cl RCOOH. Vì HCl tác dụng với natri tạo ra NaCl mà, đúng không? Như vậy Cl gắn vào gốc sau này và gốc này vẫn là gốc H. Tương tự cho axit glutamic cũng vậy. Có hiểu không? Chứ mọi người đừng tính cả natri và cái M lớn lúc cuối. Hiểu chưa? Tính đi. Còn phải kiểm tra xem là cái tỷ lệ mol ấy HCl có đủ không? Vì người ta bảo cho vào tác dụng vào nhưng mà chẳng biết có đủ hay không mà đúng không? Đúng chưa? Ví dụ như thằng này tác dụng sẽ là tỷ lệ 1:1, thằng này như là 0,08 mol đúng không? X bằng 0,08. Ông này là bằng 0,06. Đó. Thì tỷ lệ 1:1 thì ra bao nhiêu? Và có dư không? Có thằng nào dư không? Thằng này tác dụng 1:2 là gấp đôi lên là 0,16 này. Thằng này mà gấp đôi lên, gấp đôi gấp 3. Thằng kia gấp đôi, thằng này phải để im. Mọi người có hiểu không? Ở đây ta không đủ chỗ viết phương trình nhưng phải hiểu phương trình thôi. Như thằng này nhá, thì tác dụng HCl sẽ tác dụng vào hai chỗ này đúng không? Tỷ lệ phải 1:2 chưa? Thế thì mol HCl cho nó sẽ phải là 0,16 không? Đúng chưa? Nhưng như thằng này là có mấy gốc axit? Hai gốc axit thì có hai gốc natri vào trong đúng không? Và một gốc NH2 thì nó phải tỷ lệ là 1:3 chứ. Đúng không? Đấy, thì tỷ lệ 1:3 thằng này nhân 3 lên là bao nhiêu? 0,18 với 0,16 là bao nhiêu? 0,34. Vẫn dư chưa? HCl dư. Đúng không? Thế thì HCl dư có phải là chất rắn không? Người ta bảo là M gam chất rắn mà. Thế thì cái chất rắn này phải gồm có 0,02 mol HCl dư nữa. Có hiểu không? Mọi người có vở rộng thì mọi người biết ra đây ở chỗ này hết chỗ rồi, anh chỉ nói thế thôi. Tính đi.
Mình đi xong lát đọc đáp án sau nhá, mình chữa tiếp cho nó nhanh nhá, không lại để video nó chạy lâu quá. Câu 35 trước này. Câu này lát nữa mọi người bấm máy xong thì đọc nhá. Câu 35 thủy phân cần NaOH bao nhiêu mol đây? 0,03 này. Được muối và rượu, đốt rượu cần oxy bao nhiêu mol? 0,09 à. Tên gọi của X là lấy cái 2,46 này chia cho 0,03 đi xem bằng bao nhiêu. Bao nhiêu? 82 à? 82 chắc chắn là CH3COO rồi đúng không? Đúng chưa? CH3COONa là 82 mà. Thì chắc chắn nó phải là CH3CO rồi. Mà CH3CO thì acetat. Đáp án D luôn à? Đúng không? Có cần phải tính nữa không? Thôi nhá. Vì mọi người học rồi mà, cứ nhắc đến 82 là biết ngay 82 muối lychee là CH3COONa thì chắc chắn là gốc CH3CO thì acetat, có một thằng acetat chọn luôn. Còn nếu không lại phải từ đây ra rượu này. Vì mol rượu cũng biết là 0,03 rồi, biết mol oxy rồi, viết phần cháy của rượu, tìm được số carbon của rượu, đúng chưa? Chúng ai hiểu không? Mình chữa nhanh đấy, chứ không phải chậm đâu. Tiếp. Ôi, cái mặt này dài thế. Mặt này là không muốn làm đâu. Câu 36. Ha amino đơn chức mạch thở kế tiếp đốt cháy cần V1 oxy được V2CO2 tỷ lệ 21. Số phần trăm theo số mol. Công thức amin là gì? C(H2)3 tạo ra NCO2 cộng với 2N cộng 3 trên 2H2O. Oxy bao nhiêu? 2N này. 3N này. 3N cộng 3 phần 2 trên 2 là 3N. 3N trên 2 cộng 3 phần 4 à? Nhìn lại cho chắc. 3N oxy này cộng 3 phần 2 đúng rồi. 3N oxy cộng 3 phần 2 mà chia 2 tiếp là 3N trên 2 cộng 3 phần 4. Thể tích thằng này là V1 còn thằng này là V2. Thế thì tìm được N chưa? Ta có là gì? V1 nhân với N thì bằng V2 nhân với 3N trên 2 cộng 3 phần 4. Suy ra V1 trên V2 bằng 2 và bằng cái này mà chia này này thì thành là 3 phần 2 cộng 3 phần 4N. Chỗ này nhằm tắt một chút cho nó nhanh đấy. Lấy cái này chia N mà thì 3N trên 2 chia N 3 phần 2 không? Cái này là 4N ở mẫu không? Tìm N bằng mấy? Nhằm nhanh đấy. 1 phần 2 này, 1 phần 2 là N bằng 1,5, 6 phần 4 mà. Nên là N trung bình là 1,5. 50-50 rồi, đúng không? Phần trăm theo số mol mà. Có hiểu không? Ra N 1,5 hiểu không? Thế thì ta có phải sơ đồ chéo là một thằng N bằng 1, một thằng N bằng 2, mà ông này 1,5 ở giữa. Thế chẳng là 50-50 à? Phần trăm theo số mol chỉ 50-50 gì? Đúng không? Biết rồi đi. Chị Anh ngộ không? Cái gì cũng hơi hơi. Cười nói thì phải hỡn là chẳng thấy hơi hơi. Những người càng kém là càng phải làm chắc 30 câu đầu tiên, sau đó học gian đùm để mà làm tốt được. Ngày đi học thì chẳng thấy các đồng chí đi cho nó đủ vào. Học nó tử tế mà. Những cái tầm như này là những cái bạn mà tầm trung bình khá trở xuống là không làm được. Nói luôn thế. Còn những ông khá thì chưa chắc đã làm được đâu. Nên bảo mọi người mục tiêu là đỗ đại học chứ không phải là đỗ thủ khoa. Chính vì mục tiêu mình đỗ đại học thì vạch cái lộ trình cho đúng vào. Làm chắc 30 câu 90 phút, à 60 phút đúng không? Dành hẳn 50 phút để làm 30 câu thôi. Còn đâu 10 câu còn lại gian đùm vì có làm chưa chắc đã làm ra cơ mà. Đấy. Mà thấy cái tỷ lệ gian đùm mình chẳng thấp chút nào, có khi làm mình chẳng được như thế đâu.
không đặt rõ mục tiêu ra. Chính vì vậy mà anh vẫn hay phát cho mọi người cái tập đề này là để lấy 8 điểm, và mọi người rõ ràng là trong cái đề thi của sở rồi ta chữa đây đúng không? Từ câu 1 đến câu 30 nhằng nhằng có phải nghĩ đâu. Nhưng mà mọi người đã đảm bảo mình nhằm chắc 30 câu đấy chưa? Khẳng định chưa? Đến lúc chữa xong vẫn em nhầm câu này, em nhầm câu kia. Trong khi đó vận dụng bao nhiêu IQ mới gian đung được 10 câu cuối, để mất những câu ông Hải hôm trước là câu số 6 đúng không? Có cái, thì cái câu số 6 thì nó mấy câu dễ, câu lũy thừa đúng không? Không tính. Cho như đề thì sở đấy, những đề nào mà nó xếp đúng thì mọi người thấy mấy câu cuối đọc cái đề tôi đã chán rồi. Tôi nhìn mọi người chụp ảnh mà riêng một bức ảnh chỉ có một câu, 6-7 dòng chữ kín mít thì đã không muốn đọc rồi. Thế làm sao được? Còn trừ trường hợp bảo em muốn đỗ thủ khoa ấy, nói khác. Câu 37 6/5. Nhìn luôn đây 6x, đây 5x. Rõ ràng cái dạng như này làm rất nhiều lần rồi, tại sao nhìn thấy không đặt được luôn đi, lại còn phải đọc hết đề mới nghĩ. 6x và 5x. Mon này bao nhiêu? 0.018 à. 6x cho 2e này. 0.18 rồi gì? 5x cho 3e này thì bằng 0.18 nhận 3e này. X bằng 0.02 à? Bây giờ bắt đầu mới xem nó hỏi cái gì này. Hòa tan hết m gam x, m gam là m gam này đúng không? Tìm m à? Xong rồi. Biết mon rồi gì? Đúng không? Tính thôi. 6 nhân 24 cộng 5 nhân 27 tất cả nhân 0.02 m bằng, bấm máy đi, 5.58 à? Con này ra đùm chết luôn. Đúng không? Đầu tiếp nha. 38. Thêm nào h đến dư vào y được hoàn toàn kết tủa z thì tạo ra 2.4 gam chất rắn. Đọc dài quá nhỉ. Thứ nhất, nào hát dư thì không bao giờ có kết tủa của nhôm. Em chỉ có cái kết tủa là COOH2 thôi, đúng không? COOH 2 lần. Mà nhiệt độ thì CuO cộng H2O. Bao nhiêu mol? 2.4 chia 80. 0.03. 0.03. 0.03 luôn. Bảo toàn nguyên tố đông mà. Nhân 64 lấy thằng này trừ đi ra khối lượng nhôm. MCU bằng 0.03 nhân 64 bao nhiêu? 1.92. M nhôm bằng, M nhôm bằng bao nhiêu? 0.27 được. Mon nhôm bằng 0.01 đúng không? 0.01. Biểu thích tính gì tính? Biết hết rồi còn gì? Nó bắt tính gì nào? Về lít khí NO đúng không? Thằng này cho 3E. 0.03 nhân 2 cộng 0.01 nhân 3. NO nhận 3E là chia 3 thì bằng bao nhiêu mol? 69 là 0.03 đúng không? 0.03 là 6.72 lít rồi. À. Bảo toàn em. Thằng này nhân 2 thì cho 2E, thằng này cho 3E thì tổng lại. Thằng NO nhận 3E thì chia 3 đúng không? Người ta hỏi thể tích khí. Tính nhầm mon rồi gì? Ăn với chép mà không xong. Được chưa? Tiếp nhá, 39 nhá. Phong thần của anh ngồi im đi. Gọi là nó hổ báo lắm cơ mà. Ngồi im như cún ấy. 39. Rượu và rượu no đa trước y tỷ lệ 3:1 à? 3:1 thì lại là thằng này là x này, thì ông này là 3x này. 2.3 gam phản ứng với natri dư được cái này bao nhiêu mol? 0.3. Tính như nào?
ta đang chưa biết nó là cái đa chức là mấy chức. Tuy nhiên nhá, nếu phải thử đáp án thì mọi người ưu tiên hai thằng này, vì hai thằng này quen thuộc, mình hay gặp, ethylene glycol và glycerol, đúng không? Hai thằng này ít khi gặp lắm, chẳng thấy bao giờ. Đấy là nếu ưu tiên thử đáp án. Còn nếu tính thì sao? Phương trình khối lượng này, 46 nhân 3x cộng m lớn nhân x bằng 2,3. Đây là phương trình khối lượng. Chưa biết m lớn mà. Phương trình gì? Phương trình Monhido này. Thằng này là tỷ lệ 1:2 đúng không? 3x trên 2 cộng thằng này là nx trên 2 bằng 0,03. Tại sao nx trên 2? Vì chưa biết là rượu đa chức mấy lần. Đúng không? Ta đã biết là 2 lần hay 3 lần đâu. Em phải giải cái hệ này. Bây giờ ta bắt đầu biện luận. Vì n là số nhóm OH đúng không? Ở đây chỉ có 2 với 3 thôi. Lập cái bảng ra. N, x và m lớn chỉ nhận hai giá trị 2, 3. Em thay n bằng 2 vào đây. Em giải hệ này ra m cái chưa? Biết m lớn phát là biết ngay đáp án gì đúng không? Mọi người tự bấm đi. Tự bấm đi xem nào. B à? Bấm rung nữa à? Đâu lấy 3 thay thử vào luôn đi. Chắc là B à? X là bao nhiêu? Thì đây phải 92 rồi. 3 là 0,01 à? Này mọi người tự bấm nhá. Ngay hiểu không? Hai hiểu không? Tự thay n bằng 3 vào đây này, xong em bấm cái hệ này ra m lớn với x mà, được chưa? Thì như phải giải tay chứ không bấm được. Thay vào đây giải cái x thay lên trên giải m mà đúng không? Vì đây là hai ẩn nhân nhau mà. Thì đáp bảo là nếu thử đáp án thì ta thử AB còn gì. Đây anh đang hướng dẫn tự luận cơ mà. Đúng không? Còn nếu nhá, tôi bảo 10 câu cuối tôi không giờ muốn tính. Tôi gạch là các ông lại biết rồi. Tôi đúng không? Tôi gạch là các ông biết rồi còn gì nữa. Đỉnh cao. Nhìn đúng không? Lý thuyết không giờ sai. Đã đưa random lên đến tầm lý thuyết rồi còn gì nữa. Đúng rồi, tầm vĩ mô rồi. Chấp. Tiếp. Câu 40. Úi giời, FX rồi. Bao nhiêu mol nhỉ? Không phải mấy? 0,006 á. Sao nó to đó. 2 số 0 được. 7,2 gram muối số mol H2SO4 là tính như nào? Biết phương trình à? Hay là bảo toàn E? Hay là bảo toàn khối lượng? Bao nhiêu mol muối? Tác dụng đặc nóng kiểu gì trả lên Fe2O3? Đúng không? Tác dụng đặc nóng thì trả kiểu gì trả lên Fe2S43 lần? Tính mol đi. Bao nhiêu? 0,045 à? Bây giờ làm gì tiếp? Bây giờ làm gì tiếp? Công thức tính nhanh à? Đồng hồ cái đoán thế. Đâu bây giờ làm gì tiếp? Mọi người phải làm chứ, chưa hết đấy. Hỏi số mol axit nhá. Gì? Người ta bắt tính số mol này, người ta hỏi FeXOY là cái gì đâu mà cần quan tâm XY. Mol H2SO4 bằng thằng này là Fe2SO4 3 lần đúng không? Lấy này chia 3 đi là 0,15 không? À đâu, cái này phải nhân 3. 0, đây là anh đặt ở đây là 0,045. Đây 3 lưu huỳnh đúng không? 045 nhân 3 cộng 0,006. Chỗ kia là 0,018. Chỗ nào? Chỗ mon của cái mon này á? Mon muối 0,018 á? Thế ông nào đọc 0,015? Fe2SO4 3 lần. Mệt mỏi, 0,018 đi. Nhỉ nhằng thế. Bấm máy không xong. Bấm lại đi xem nào.
83 24 24 cộng 6 là 30 chẵn rồi. 0.06 à? Đừng hỏi vì sao lại thế. Hiểu chưa? Bảo Toàn Lưu Huỳnh. Toàn bộ mol axit sẽ tách thành hai phần. Phần thứ nhất là mol trong muối. Phần thứ hai là mol trong khí. Thì khí này có mỗi một chữ S thì có phải là cộng 0.006 không? Chỗ muối này là có 3 chữ S thì phải lấy mol nó nhân 3 đúng không? Hết bài, tôi cần gì phải biết FeHCOE là cái gì? Có hiểu không An kia? Hở cái công thức. Công thức đấy, đúng rồi đấy. Nhưng đọc công thức lên. Sao? Đồng chí Phong có gì ấp ủ muốn nói. Được chưa? Quay lại bấm nốt câu kia đi, mở lên.